Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về điều động cán bộ công tác tại huyện Văn Bàn và điều động bổ nhiệm phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Ngày 14 tháng 3 năm 2017, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành quyết định số 460 về việc điều động cán bộ xuống công tác tại huyện Văn Bàn đối với đồng chí Phan Trung Bá, Đảng ủy viên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban thường vụ huyện ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư huyện ủy Văn Bàn nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2017. Ngày 10 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quyết định số 768 về việc điều động bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai đối với đồng chí Đỗ Văn Duy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2017. Phát biểu tại lễ công bố quyết định, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn trên cương vị công tác mới, các đồng chí được điều động bổ nhiệm sẽ phát huy tốt năng lực, là hạt nhân đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, bám sát định hướng chủ trương của tỉnh, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Ngay sau lễ công bố các quyết định của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đối với đồng chí Phan Trung Bá và Đỗ Văn Duy, Hội đồng nhân dân huyện Văn Bàn khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ tư bất thường bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã bỏ phiếu bầu đồng chí Phan Trung Bá giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn. Biểu quyết đồng ý đơn xin miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Văn Bàn khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đỗ Văn Duy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn. Phường Bình Minh, thành phố Lào Cai vừa tổ chức khởi công nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Tiến Công, 70 tuổi, cư trú tại tổ 20, nhập ngũ năm 1968, thương binh hạng 4/4. Ngôi nhà tình nghĩa được xây mới trên diện tích 150m², trong đó quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng. Ủy ban nhân dân phường Nam Cường giúp đỡ ngày công lao động, số tiền còn lại do con cháu, anh chị em trong gia đình giúp đỡ xây dựng. Trong những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa đã được thành phố đặc biệt quan tâm, góp phần làm vơi đi nỗi đau, mất mát của bản thân và gia đình những người đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu, sức lực của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung tâm tư vấn tuyển sinh, đại diện một số doanh nghiệp và các sở ngành liên quan của tỉnh, tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp dạy nghề lần thứ nhất năm 2017. Tham dự ngày hội có 1.400 học sinh cùng đông đảo giáo viên, phụ huynh học sinh của các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Đây là ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp dạy nghề được tổ chức lần đầu tiên tại tỉnh Lào Cai. Ngày hội là dịp để các em học sinh được trao đổi, tư vấn, định hướng trong việc chọn trường, chọn nghề phù hợp với bản thân, sở thích của mình. Chiến lược phát triển về của tỉnh Lào Cai về các cái lĩnh vực như là du lịch, như là công nghiệp, như là nông nghiệp, thế và cái nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh Lào Cai trong cái giai đoạn tới, và chúng tôi có cái kế hoạch để mời các đơn vị quan tâm, thì những đơn vị này là những đơn vị đào tạo, họ cũng muốn gắn cái việc đào tạo với việc là sau khi các em học xong sẽ có những đơn vị sử dụng đào tạo để các em tạo việc làm cho các em. Ngay trong ngày hội, nhiều doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, trung tâm tư vấn tuyển sinh đã giới thiệu ngành nghề đào tạo của đơn vị mình, đặc biệt là nhu cầu về lao động, việc làm trong giai đoạn tới. Nhất là các ngành nghề đào tạo, nhu cầu lao động mà tỉnh Lào Cai đang cần trong giai đoạn phát triển tới. Đại học thì không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, thì chúng em có thể đi học nghề hoặc là có thể là đi du học ở các nơi, về sau đó thì sẽ tìm việc làm tại Việt Nam hoặc là sẽ ở chính tại nơi chúng em đã tìm việc làm học nghề đó. Việc đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông là cần thiết để các em học sinh chọn trường học, ngành nghề đào tạo phù hợp, cũng như đáp ứng nhu cầu các đơn vị sử dụng lao động sau khi các em ra trường. Thưa quý vị và các bạn, tại cổng một số trường học trên địa bàn thành phố Lào Cai, số lượng hàng quán vỉa hè và hàng rong mọc lên khá nhiều. Các hàng quán này hiện đang bày bán rất nhiều đồ ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe, nhất là đối với các em học sinh, ghi nhận của phóng viên thời sự về vấn đề này. Chỉ chưa đến 3.000 đồng đã có thể mua được một gói gà cay như thế này. Giá cả rất rẻ.
cộng với mùi vị được tẩm ướp cũng rất dễ ăn, phù hợp lứa tuổi. Chính vì vậy, đây là loại đồ ăn vặt được các em học sinh rất ưa chuộng. Tuy nhiên, nhìn trên bao bì có thể dễ dàng nhận ra đây là loại thực phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc, không hề có sự kiểm duyệt nào về an toàn thực phẩm, không có nhãn phụ đính kèm của nhà nhập khẩu. Chính vì vậy, nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe, sự phát triển của các em học sinh là có thể xảy ra. Cái đồ Trung Quốc bán có nhiều không? Bán nhiều đằng kia. Cô hiệu trưởng bảo là ăn quà Trung Quốc vào không tốt cho sức khỏe. Thế cháu như cháu, bản thân cháu thì cháu thấy các bạn có ăn không? Nhiều người có ăn không? Có. Thế cháu ăn không? Cháu không ạ. 16 giờ 45 phút, thời điểm các em học sinh trường tiểu học Hoàng Văn Thụ tan giờ học buổi chiều. Để tránh sự kiểm soát của thầy cô giáo, đội cờ đỏ, các em học sinh thường chọn những quán xa cổng trường để tụ tập ăn quà vặt. Và cùng với gà cay thì rất nhiều loại thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng như tăm cay, bim bim cay là lựa chọn ưa thích của các em học sinh cuối mỗi buổi học. Nhiều phụ huynh dù đã biết tác hại của các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc nhưng vì chiều con nên vẫn để các cháu ăn. Không ăn liên tục đâu nhưng thỉnh thoảng cháu cũng ăn đấy. Cũng rất lo đấy, nhỡ ra nó mà những cái hàng mà không có nhãn mác hoặc là không hợp vệ sinh, không đảm bảo vệ sinh, chất lượng kém thì cũng ảnh hưởng đến các cháu. Nhưng mà các cháu thường thường nó thích ăn quả vặt cho nên là nó sáng nó cứ đòi ăn. Để hạn chế tình trạng việc học sinh sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, các nhà trường đã tích cực tuyên truyền tới các bậc phụ huynh và học sinh về tác hại của các loại thực phẩm này. Cấm bán hàng rong, hàng quán trên hành lang hai bên cổng trường. Nhưng do nhu cầu và sở thích của các em học sinh, nên một số hộ gia đình vẫn cố tình kinh doanh các mặt hàng này. Để giải quyết công an việc làm thì với công việc của cô ấy thì mình cứ làm thôi. Còn cũng không được nhiều lắm đâu, mỗi thứ một tí thôi. Nói chung là cứ đi lấy linh tinh xem có chỗ nào có thì nhặt nhạnh mỗi thứ một ít thôi. Chứ nó cũng không yên vị ở chỗ nào hết, bởi vì cái này thì người ta cũng chẳng lấy nhiều, hay là hoặc là mình có người đi Trung Quốc thì mình cứ gửi một hai túi thế thôi. Và cái này xuất xứ ở Trung Quốc. Vâng, cái này là ở Trung Quốc. Để giải quyết dứt điểm thực trạng này, bảo vệ sức khỏe cho học sinh thì ngoài nỗ lực của các nhà trường rất cần đến sự phối hợp chặt chẽ của phụ huynh học sinh. Đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng quản lý thị trường trong công tác quản lý chất lượng, xuất xứ các mặt hàng đang được bày bán ở các hàng quán tại cổng các trường học trên địa bàn. Cần có biện pháp xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hiện Lào Cai có một số sản phẩm nông sản được xác nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, mới chỉ có một doanh nghiệp có phòng kiểm định đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi xuất bán, còn gọi là phòng KCS, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chè Thanh Bình. Để kiểm tra, chè được pha nước ở nhiệt độ tiêu chuẩn trong thời gian nhất định để đánh giá chất lượng nước, màu sắc và hương vị. Tuy nhiên, việc đánh giá mới chỉ bằng các thiết bị đơn giản và cảm quan. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chè Thanh Bình hiện là đơn vị đầu tiên của tỉnh xây dựng phòng chức năng để tự đánh giá chất lượng sản phẩm nông sản của mình. Riêng các phân tích về lý hóa như dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các chất độc hại khác, doanh nghiệp đều phải gửi mẫu sản phẩm đến các đơn vị phân tích chuyên sâu trong nước để có kết quả chính xác. Chính vì vậy, về lâu dài, doanh nghiệp đang tính đến việc phải nâng cấp phòng KCS bằng việc đầu tư các thiết bị phân tích chuyên sâu để phân tích, đánh giá chính xác các sản phẩm chè trước khi xuất bán nhằm đảm bảo chữ tín đối với khách hàng trong và ngoài nước. Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn gửi các đơn vị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm về việc dừng nhập khẩu thức ăn chăn nuôi có chứa kháng sinh kích thích sinh trưởng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về lộ trình hạn chế để tiến tới không sử dụng kháng sinh kích thích sinh trưởng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, theo quy định tại Thông tư số 6/2016, TT-BNN-PTNT, ngày 31 tháng 5 năm 2016, Cục Chăn nuôi yêu cầu các đơn vị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi dừng nhập khẩu các sản phẩm thức ăn chăn nuôi có chứa kháng sinh kích thích sinh trưởng ngoài quy định tại Thông tư số 6 kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2017, đồng thời có trách nhiệm giám sát để đảm bảo không còn bất kỳ sản phẩm nhập khẩu nào ngoài quy định Thông tư số 06 do đơn vị nhập khẩu trước đó còn lưu thông trên thị trường sau ngày 30 tháng 6 năm 2017. Bên cạnh đó, dừng nhập khẩu tất cả các sản phẩm thức ăn chăn nuôi
chứa kháng sinh kích thích sinh trưởng kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2017 và có trách nhiệm giám sát để đảm bảo không còn thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh kích thích sinh trưởng do đơn vị nhập khẩu trước đó còn lưu thông trên thị trường kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Ngân hàng Nhà nước cho biết trong tháng 4 năm 2017 sẽ ban hành quyết định hướng dẫn và chỉ đạo các ngân hàng thương mại dành nguồn vốn để cho vay gói tín dụng 100.000 tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao với lãi suất thấp hơn từ 0,5 đến 1,5% một năm so với lãi suất cho vay thông thường. Do đây là chương trình không có sự hỗ trợ của nhà nước nên Ngân hàng Nông nghiệp cho rằng việc cho vay cần phải có dự án, phương án sản xuất kinh doanh thuộc tiêu chí chương trình dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ngoài ra, việc đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao thường có giá trị lớn, thời gian thu hồi vốn dài, vì vậy cần phải có định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đánh giá và dự báo về thị trường, mục tiêu để việc đầu tư tín dụng hiệu quả. Thời gian tới, Ngân hàng Nông nghiệp cho biết sẽ sớm triển khai cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Vụ xuân năm 2017, toàn tỉnh gieo cấy 9.910 ha lúa. Thời điểm này, trên nhiều chân ruộng, bệnh đạo ôn đang phát sinh, phát triển và gây hại mạnh, nhất là trong điều kiện thời tiết âm u, có mưa rải rác dài ngày như hiện nay. Trên nhiều cánh đồng, lúa vẫn xanh lá, nhưng thực tế khi kiểm tra từng khóm thì vết bệnh đạo ôn đã xuất hiện với mật độ khá dày. Như ở xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, đã có những chân ruộng lúa bị cháy từng chòm như thế này. Khoảng một tuần trở lại đây, ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh đều có mưa rải rác, gây nhiều khó khăn cho việc phun thuốc phòng trị bệnh đạo ôn của nông dân. Qua khảo sát của Cơ quan Bảo vệ Thực vật tỉnh, thì hầu hết các chân ruộng cấy lúa BC15, Xén Củ, Hương Thơm đều đã phát sinh bệnh đạo ôn gây hại. Bệnh hại nặng với tỷ lệ hại phổ biến từ 5 đến 10% lá, cao 20% lá, cục bộ có điểm cao trên 30% lá, cấp 1 đến cấp 3. Diện tích nhiễm trên toàn tỉnh đến thời điểm hiện tại ước khoảng trên 1.000 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Sát, Mường Khương. Hầu hết các diện tích nhiễm chưa được phòng trừ triệt để. Tại thời điểm lúa bị bệnh đạo ôn, bà con nông dân cần ngưng ngay việc bón phân, tuyệt đối tránh phun kèm thuốc trị bệnh đạo ôn với phân bón lá. Mỗi chân ruộng cần giữ đủ nước và sử dụng thuốc đặc trị ngay khi ruộng mới chớm bệnh để phun trừ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.